Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật trồng chăm sóc cây hoa chiều tím ra hoa quanh năm, và đặc biệt là để cây ra hoa theo đúng ý định của chủ nhân để tạo phong thủy tốt cho gia đình, nơi công sở, nơi làm việc. Trước nhất là đặc điểm sinh trưởng phát triển. Đây là cây dễ trồng, dễ sống. Cây có thể phù hợp với tất cả các loại đất, nhưng phù hợp với đất tốt nhất là đất có độ ẩm cao, không bị úng nước, không bị quá khô hạn và không bị cằn cỗi quá. Cây có thể ra hoa quanh năm, nhưng để tạo phong thủy và theo ý định của chủ nhân, chúng ta cần biện pháp nào để cây ra hoa theo đúng ý định vào thời điểm chúng ta cần thiết? Sau đây xin chia sẻ cụ thể với quý vị và các bạn như sau. Một, kỹ thuật trồng chăm sóc. Phần thứ nhất, lựa chọn giống. Chúng ta có thể lựa chọn giống bằng cách cắt hom hoặc tỉa cây từ cây con của cây thân chủ. Đối với trường hợp cắt hom, chúng ta lựa chọn cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh và có sức sống tốt như chúng ta đang quan sát để chúng ta cắt hom. Tỷ lệ cắt với chiều dài khoảng 20cm là tốt nhất. Sau khi cắt hom xong, chúng ta để trong mát khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta có kích thích cho rễ, sau đó chúng ta sẽ ngâm vào kích thích cho rễ trong vòng 15 phút. 2. Có thể tách cây từ cây thân mẹ, cây thân chủ ra. Việc lựa chọn cây con để chúng ta tách cũng lựa chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, và đặc biệt là cây dạng bánh tẻ, không quá già cũng không quá non. Chúng ta lựa chọn dùng dao sắc, chúng ta tách chiết và cũng để trong thời gian khoảng 30 phút, sau đó mới bắt đầu tiến hành trồng. Thứ hai, lựa chọn đất hoặc chậu để chúng ta trồng. Chúng ta có thể trồng vào đất hoặc khuôn viên đã được xây sẵn, hoặc trồng vào chậu. Một, đối với trường hợp chúng ta trồng trên đất thì chúng ta cần phải lựa chọn khu vực theo ý định để trồng. Nhưng chúng ta cần phải căn cứ vào đặc điểm thổ nhưỡng đất. Nếu đất cằn cỗi, chúng ta cần phải bổ sung thêm tỷ lệ giá thể đất mới có độ tơi xốp và chất dinh dưỡng. Tỷ lệ đất này gồm có tỷ lệ đất thịt là 30%, đất cát 20%, chấu sống 20%, cho 10% và phần trăm còn lại là phân bò khô hoặc là phân chuồng đã hoai mục. Chúng ta trộn đều, sau đó chúng ta sẽ trộn vào thành phần của đất nơi chúng ta định trồng, trộn đều. Còn đối với đất khu vực trồng mà có hàm lượng dinh dưỡng cao, có độ phù sa thì chúng ta không cần thiết phải bổ sung đất nêu trên, cây vẫn sống khỏe mạnh, sau này chúng ta sẽ bổ sung sau cũng được. Việc tiến hành chuẩn bị đất cần phải rẫy sạch cỏ, bởi cỏ sẽ phát triển rất nhanh. Sau khi chúng ta trồng bón phân, đất phải được lựa chọn ở khu vực cao ráo và có độ thoát nước tốt. Nếu như ở khu vực mà thường xuyên có ảnh hưởng bởi mưa, gió, độ ẩm cao thì chúng ta cần phải lên luống, mục đích lên luống để tạo thoát nước, bởi đây là một trong đặc điểm của cây là không chịu được úng nước trong thời gian dài ngày. Thứ ba, trồng cây. Việc tiến hành trồng cây, chúng ta nếu chúng ta trồng trên đất thì chúng ta sẽ chuẩn bị hom như đã nêu phần trên, sau đó chúng ta lên luống. Việc lên luống với độ sâu khoảng tầm 5 đến 10 cm, khoảng cách tùy thuộc để cây phát triển nhanh khỏe mạnh và theo ý định sớm, thì chúng ta khoảng cách giữa các luống khoảng tầm 15 cm là vừa. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đặt hom vào các luống đã chuẩn bị. Việc đặt hom, chúng ta tốt nhất là nên đặt hom kiểu nghiêng khoảng tầm 30 đến 45 độ giống như chúng ta trồng rau lang, để các mắt của hom được ngập vào trong đất. Tỷ lệ ngập khoảng tầm 7 đến 10 cm là tốt nhất. Như vậy mắt sẽ nhanh chóng sinh trưởng phát triển, hình thành bộ rễ để cây được nuôi dưỡng nhanh nhất. Đối với trường hợp này, chúng ta sẽ sau khi đã đặt xong, chúng ta sẽ lấy đất lấp lại. Việc lấp và cần dùng tay ấn nhẹ, không nên ấn quá mạnh. Việc ấn mạnh sẽ làm cho gãy các hom. Ấn nhẹ cảm thấy vừa khít là được. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tưới nước. Đối với trường hợp chúng ta trồng ở trong chậu, chúng ta cũng có thể trồng bằng hom, cũng thể trồng bằng hom. Nhưng để trong chậu thì chúng ta tốt nhất là nên
lựa chọn những cây đã sinh trưởng phát triển khỏe mạnh để chúng ta trồng vào chậu là tốt nhất. Chúng ta mua hoặc xiên bấm cẩn thận và đặt vào trong chậu giá thể đất cũng như đã hướng dẫn phần trên. Lưu ý đối với chậu cần phải có kích thước phù hợp với bầu của cây mà chúng ta định trồng và phải có lỗ thoát nước đảm bảo thoát nước tốt, kê chậu thoát nước cho tốt. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lót 30cm hoặc là 10cm tùy thuộc vào kích thước của chậu ở phần dưới. Sau khi lót xong sẽ đặt bầu của cây vào và chúng ta tiến hành bổ sung giá thể đất và lèn ở mức độ vừa phải, sau đó sẽ tiến hành tưới. Nếu trường hợp chúng ta mà ươm bằng hom thì cách ươm cũng tương tự giống phần chúng ta ươm trồng ở trên đất nền. Thứ tư là chế độ tưới tiêu. Đây là đặc điểm của cây là không chịu được úng nước trong thời gian dài ngày và có thể chịu được độ ẩm tương đối cao, có thể chịu được nắng hạn trong thời gian dài ngày. Do đó chúng ta cần lựa chọn việc tưới nước như sau. Một, đối với việc chúng ta trồng cây ở trên nền đất thì cây ở trên nền đất, cây có thể phát triển và hút nước ở trong đất thường xuyên. Cho nên chúng ta tưới cây trung bình một tuần chúng ta phải tưới được khoảng 3 lần đối với tất cả các mùa. Còn đối với mùa mưa có thể chúng ta không tưới cũng được. Nếu mùa quá khô hạn thì một tuần chúng ta tưới trung bình 4 lần nhưng phải đảm bảo thoát nước. Đối với cây trồng ở trong chậu thì chúng ta tiến hành tưới một tuần 4 lần đối với điều kiện bình thường hoặc là nắng nóng. Còn đối với trường hợp đặt cây ở ngoài mùa mưa, chúng ta cũng không nên tưới cây. Lưu ý việc tưới cây. Một, khi chúng ta mới trồng, chúng ta chỉ tưới để giữ độ ẩm, không nên tưới quá đậm. Việc tưới đậm sẽ làm thối các mặt cắt của hom và cây sẽ suy yếu, khó sinh trưởng phát triển và sống khỏe mạnh. Đối với cây khi đã khỏe mạnh và sinh trưởng phát triển tốt, tức là từ thời điểm chúng ta trồng trung bình đến thời điểm này, cây phát triển tốt, khỏe mạnh là khoảng tầm một tuần. Chúng ta quan sát thấy sức sống tốt thì chúng ta tưới cây với quy định thời gian nêu trên. Thứ năm, việc bón phân. Việc bón phân đối với cây trung bình chúng ta có thể là một quý chúng ta sẽ bổ sung thành phần phân mới, giống như thành phần phân đã nêu ở trên, bằng cách chúng ta nếu trồng trong chậu thì chúng ta khơi bớt khoảng tầm 20% giá thể trong chậu và chúng ta bổ sung vào. Nếu trồng trên nền đất thì chúng ta sau khi rẫy sạch cỏ và chúng ta tơi đất lên ở các cái rãnh thì chúng ta bổ sung thêm và tưới. Thứ sáu, làm cách nào để cây ra hoa đúng ý định, tạo phong thủy cho gia chủ. Chúng ta tiến hành như sau. Một, trước khi tiến hành áp dụng chúng ta cần phải chăm sóc cho cây khỏe mạnh, không sâu bệnh và sức sống tốt. Hai, chúng ta tiến hành xiết nước trong thời gian khoảng 10 ngày tùy thuộc vào thời tiết khí hậu từng vùng miền, cũng có thể là 7 ngày hoặc là 15 ngày. Chúng ta quan sát khi cây có ngã màu vàng, không để cây héo thì chúng ta bắt đầu là tiến hành tưới nước trở lại. Việc tưới nước trở lại sẽ kết hợp với việc chúng ta bón thêm tỷ lệ phân vào. Có thể là chúng ta sử dụng phân chuồng hoặc là phân bò đã hoang mục, chúng ta bổ sung với tỷ lệ vừa phải, không nên bỏ quá nhiều. Hoặc chúng ta mua NPK với tỷ lệ đảm bảo tỷ lệ lân và kali cao hơn tỷ lệ của đạm để cây có thể hình thành nụ và ra hoa to, tươi, đậm và bền. Cách xiết nước là cách thứ nhất. Đối với cách thứ hai là cắt tỉa đồng loạt đối với toàn bộ cây một lượt, tỷ lệ cắt tính từ ngọn cho đến phần thân đi xuống gốc là khoảng tầm 15cm. Như vậy chúng ta sau khi cắt đồng loạt, chúng ta có thể tận dụng phần cắt hom này để chúng ta trồng nhân bản như cách hướng dẫn trồng nêu trên. Và chúng ta tiến hành làm cỏ sạch, xin phụt nước để chúng ta loại bỏ các nấm mốc vân vân. Sau đó chúng ta chăm sóc bình thường như kỹ thuật trong sóc nêu trên thì sau thời gian khoảng tầm nửa tháng là cây bắt đầu hình thành nụ và ra hoa một cách đồng loạt. Nội dung thứ 7, diệt trừ sâu bệnh. Đây là cây có khả năng sức đề kháng tốt và ít thấy bị sâu bệnh, tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm để cây có được phát triển tốt,
và ra hoa đồng loạt đẹp hoa, tươi hoa. Nếu trường hợp chúng ta phát hiện có xuất hiện của rầy nấm thì chúng ta có thể là xịt hoặc là chúng ta cắt bỏ. Còn nếu trường hợp tỷ lệ cao, chúng ta nên mua thuốc ở vựa và chúng ta phun xịt theo tỷ lệ nếu trên. Nhưng đa số chúng ta nên sử dụng biện pháp thông dụng, đó là dùng vài nước để chúng ta xịt hoặc là dùng kéo cắt bỏ các tay cành đã bị nấm mốc vân vân là tốt nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong quý vị và các bạn tiếp tục like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.